khoảng thời gian qua đó thì Hồng Loan cũng chưa có một lần nào, Hồng Loan cũng chưa một lần nào mà lên trên cộng đồng mạng mà chửi bới tụi nó, động phạm tụi nó, hay là đào mồ cuốc mã của tụi nó, mà nó lên nó chửi người ta, nó lên nó chửi Hồng Loan nó hiền đó, gặp nó lên nó chửi em mà chết mẹ nó rồi, chửi thấy màu tổ luôn, động phạm gì tới tụi bay. Bây giờ nó lên cái dạng tụi này là cái dạng lên chủ thuê chơi mướn, lên chủ thuê thấy là kêu bằng là thấy sang bắt hoàng làm họ đó, bây giờ thấy chủ sang bắt hoàng làm họ lên mà đòi Hồng Loan trưng bày giấy ADN ra, mày là cái đó chó gì phải đưng trưng bày với cái giấy ADN cho mày, mày là cái tao què phải trưng bày cho mày, mày là cái gì trong xã hội này, cũng là kêu bằng là tận đáy của xã hội này, mày cũng là cái dạng tận đáy của xã hội này nha quý Bình Dương, chứ mày chẳng là cái gì đâu mà phải trưng bày cho mày xem, trưng bày được cái gì, ngay cả Lê Tính cũng vậy đó. Bây giờ đòi trưng bày cái ADN cho ông ta xem, được livestream lên em lên tí xíu đi, lên livestream chửi thằng Lê Tính luôn, thằng Lê Tính bây giờ dục quan bên để chút xíu đi, bây giờ lên chửi thằng thằng Quấn Bình Dương với con Kim Ngân này. Cái dạng như tụi bay bây giờ lên mà kêu bằng ủng hộ anh hai, ủng hộ anh hai kêu bằng là xây cầu đắp đường, kêu bằng bây giờ kêu bằng là cầm lưng ra để kêu bằng đội người ta lên đầu, lên đầu lên cổ, đội lên bàn thờ đó, kêu bằng là anh hai bàn thờ, chính xác không chị, bây giờ đội lên bàn thờ luôn rồi, không còn đâu nữa đâu á, đội tới mức độ mà bây giờ là không còn chỗ nào mà chê nổi, đội lên đầu lên cổ luôn. Thì bây giờ tụi bay cứ đội thoải mái đi, đâu có ai mà cấm cản tụi bay đội đâu, ai cấm, đâu ai cấm đâu, mấy cái dạng tụi bay là bây giờ cái này là chó nó còn chê lấy đâu ra, đi ca đi hát đi lưu đi diễn bây giờ hết thời rồi, một nghệ sĩ cái bằng hết thời rồi, còn thời đâu nữa mà ca, mày còn thời thì cởi ngựa bắn cung, hết thời thì kêu bằng là lấy dây thun bắn rùi tao chứ nó được cái gì đâu, bây giờ đi ca thì cũng không ai nghe, show thì quỷ hàng lọt, mà làm show thì bây giờ là nhìn ở trên á, ca ở trên thì nhìn ở dưới còn là ma cỏ nó nghe không à, đâu có ai nghe, bóng ma nào mà nghe, không một bóng nào luôn, dòng họ của thằng Quốc Bình Dương thì nó cũng đến nó xem, mà dòng họ của con Kim Ngân thì cũng không ai đến xem ủng hộ, lấy đâu ra mà ai mà ủng hộ, ai mà xem, bây giờ ở nhà thì tao mở YouTube lên tao xem mẹ cho rồi, ông Năm ông ca cái bài hát đó tao mở YouTube lên để tao nghe ông Năm đó là cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh đó, nghe ca còn sướng hơn, còn bây giờ một nghệ sĩ mà ca tới ca lui xào tới xào lui cũng có bao nhiêu bài của ông Năm thôi, cũng bài cũ soạn lại của ông Năm thôi chứ ngoài ra được bài mới rồi đâu, một nghệ sĩ được bài mới nào, thì thôi ở nhà đó, tất cả cô chú chị mà nghe nó ca đó, nghe nghệ sĩ ưu tú ca đó, đó thì thôi đi, ở nhà mình mở cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh đó lên mà kêu bằng là ca đó, thì Hồng Loan cũng có kêu bằng là cũng có phần ở trong đó, Hồng Loan cũng có tiền ở trong đó cũng có tiền để giúp cho kêu bằng là giúp cho những người nghèo, những người khổ sở vì lũ lụt đó, còn bây giờ đến để làm cái gì, một vé mấy triệu bạc thì tao tao để đỡ mẹ ở nhà đi, để tao nghe kêu bằng là nghe ông Năm ca còn sướng hơn, để nhớ về ông Năm, nhớ về kế cố nghệ sĩ Tú Linh, còn bây giờ dòng họ của thằng Quốc Bình Dương rồi đó, nó có kéo được ai đâu, đâu ai đến nghe đâu, không vậy đâu ai đến nghe đâu. Ai mà đến ủng hộ đó, ai mà đến hộ mà nghe cố nghệ sĩ ca đâu, chẳng có cố nghệ sĩ nào mà kêu bằng là không có ai mà đến mà ủng hộ kêu bằng là thấy thằng nghệ sĩ ưu tú này ca đó. Ở nhà ta nghe cố nghệ sĩ ca, nghe mở lên mở YouTube lên mà nghe cố nghệ sĩ ca còn sướng hơn, còn bây giờ cái thằng Quốc Bình Dương này với thằng với con Kim Ngân đó, đó thì bây giờ tụi bay ủng hộ thoải mái, bây giờ ủng hộ cái một thằng nghệ sĩ hết thời rồi, con Kim Ngân cũng vậy, nó cũng hết thời rồi, nó vướng vào cái đời drama của Hồng Loan là cái đời drama tâm linh đó.
thì bây giờ công danh và sự nghiệp của nó từ đây về sau cái bằng là giảm dần. Bây giờ đâu ai ủng hộ nó, mua hàng quá gì nó đâu, không chị buôn bán gì được, lặng mẻ mấy trang Facebook rồi lấy đâu ra mà buôn bán, ai mà ủng hộ. Bây giờ lên tẩy chay nó, mày bây giờ mày bán trên cộng đồng mạng này mày bán không được đó đó, thì bây giờ cũng chẳng có ai mà kêu bằng là chiếu cố mày đó. Mà thấy bây giờ anh Lê Minh đó, đó người ta ủng hộ những cái đúng, à, những cái mà kêu bằng là những cái đúng của Hồng Loan, những cái đúng của chị Ni đó, thì tất cả khán giả vào ủng hộ anh Lê Minh này nha con chị. Mình cần phải ủng hộ anh Lê Minh này, là một người chính 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 thống, người ta lên người ta nói về cái câu chuyện thật thì mình cần phải ủng hộ chi cái lũ chó này ha. Mình mua nó thì quay ra nó chửi là mình nè, nó chửi là khán giả ngu nè, bây giờ vào ủng hộ nó làm chi. Từ cái lúc mà anh Lê Minh đó vào ủng hộ Hồng Loan, à, mình cần phải cảm ơn Hồng Loan. Những người mà yêu thương Hồng Loan đó, cũng yêu thương anh ta luôn, cũng ủng hộ những cái hàng hóa của anh Lê Minh này, để tất cả mọi người lan tỏa câu chuyện này, để cho anh Lê Minh có những cái chi phí ủng hộ chi, mà kêu bằng là mua vé ủng hộ chi mà anh hay bóng làm gì. Ca cũng chỉ là những cái bài ca cũ của ông Năm soạn lại thôi, chứ ngoài ra cũng chẳng có bài nào mới đâu. Nhạc thì bây giờ ca thì bây giờ dấp tới dấp lui, cổ thì ca kêu bằng quên lời quên nhịp rồi, kêu bằng là cũng quên chữ quên gì đó, từ lưa vô đó mình cũng muốn xem là chi. Tại giờ ca mấy bài đó thì ông Năm cũng ca cũng rất là lâu rồi, anh ta cũng muốn kêu bằng là đi đi trên cái đoạn đường của ông Năm, nhưng mà đi sai đoạn đường, đi sai. Có ngày xưa cũng ai cũng chẳng có ai biết là anh nghệ sĩ ưu tú là ai đâu, đâu có ai biết anh ta đâu. Từ cái lúc mà ông Năm mất đó thì biết bao nhiêu người, những người mà kêu bằng là fan của ông Năm đó vào ủng hộ cho anh ta, thấy là kêu bằng cũng được được, thấy anh ta cũng giống giống ông Năm rồi cũng được được, à, rồi cũng vào ủng hộ kêu bằng là anh ta. Nhưng mà sau này là cái mình nghe cái thông tin là anh ta kêu bằng là quay hàng quay xe đó, khán giả ta bỏ rơi. Rồi bây giờ từ những cái vấn đề đó trở về sau này đó, anh ta cũng đâu có show chậu nào đâu mà đi ca đi lưu đi diễn, show đâu mà ca show đâu mà diễn, tới bây giờ cũng vậy thôi, bây giờ cũng nằm trò hó ở nhà, chứ ngoài ra show chậu đâu ra. Không có một kêu bằng là không có ai mà kêu bằng là bầu show nào mà hốt anh ta đi đó. Thì bây giờ mày cần lên để mày ủng hộ cái anh hai của mày đó, Quấn Dương với con Kim Ngân, mày lên mày ủng hộ đó, thì mày mày ủng hộ thì mày mày lên để mày 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 mày, mày, mày hốt show hốt chậu cho anh hai mày về, về ca đi. Bây giờ anh hai mày là cái bằng là cũng cái bằng là cũng cũng đấu show đấu chậu đó, không ai quan tâm tới. Chẳng lẽ bây giờ anh hai mà kêu bằng là báo quý đàn bà hoài, báo quý đàn bà hoài cũng được. Cho nên là tất cả cô chú chị cũng biết rằng cái đời drama này tâm linh lắm nha Quốc Bình Dương, à, mày phải liệu đi, tâm linh lắm đó, không phải đơn giản đâu. Tao là mỗi ngày tao trù kéo là mỗi ngày lên chửi, mỗi ngày lên trù kéo mày đó, đi đường đi xá phải cẩn thận đó, ông Năm về cũng dịch giật mày đó chứ không phải đơn giản đâu. Đó thì thôi, một lần nữa em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất nhiều nha, đã vào cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt ký, và xem hết tất cả các video của em. Thì em hứa với tất cả cô chị á, em lên là em trù thằng này, là cái thằng Quấn Bình Dương này với con Kim Ngân đó, em trù kéo nó mỗi ngày đó, để đi đường đi xá để cho nó chết mẹ cho rồi đi, cái dạng mà kêu bằng là cặn bã của xã hội này đó. Thì mình cần phải lên, mình mạnh mẽ, mình phải cần phải làm mạnh về cái vấn đề này, để cho nó cái bằng là nó thông suốt đi, cái dạng cặn bã này mà, cái dạng mà kêu bằng là cho nó triệt động đi. Nhưng có gì đó thì em cũng offline.